Có lẽ như sự đau đớn lớn nhất mà nói về thì có lẽ là tinh thần. Khi mà em bước vào liệu trình tiêm hóc môn thì trước mắt là đã đánh đổi là tuổi thọ của mình để mình sống cùng với thuốc. Em cảm nhận cái đó là cái niềm hạnh phúc của em khi mà em trở về với cái giới tính thật của em là một người nam. Đây là những lời chia sẻ của Minh Khang đến từ tỉnh Đồng Tháp, vốn mang hình hài nữ giới khi mới lọt lòng. Nhưng ngay từ nhỏ, Minh Khang nhận thức được cơ thể của mình không giống với những đứa bạn cùng trang lứa khác. Ý thức được việc mình sinh nhầm vỏ bọc khác, Minh Khang bắt đầu hành trình tìm lại cuộc sống của chính mình. Ban đầu, mọi người trong gia đình cứ nghĩ do sự kỳ vọng quá lớn từ ba và ông nội, từ cách ăn mặc đến trang phục đã dần ảnh hưởng đến suy nghĩ và lối sống của Minh Khang. Để bảo vệ con, cha mẹ Minh Khang đã ra sức ngăn cản. Thế nhưng đối với Minh Khang, để sống thật được với mình dù chỉ là một ngày thì đó vẫn là điều hạnh phúc nhất. Thấu hiểu được điều đó, từ phản đối, nghi kỵ, dần dần cha mẹ Minh Khang chấp nhận con mình như một đứa con trai trong gia đình. Thì mọi người nghĩ là em đang vướng phải một căn bệnh. Còn có nhiều người thậm chí nghĩ là cái đó nó bị ma nhập, BD, bóng hay này kia, hoặc là đặc biệt là những câu nó bán nam bán nữ, ba mẹ nó như thế nào hay như sao, sau đó mới sanh ra nó một loại bán nam bán nữ. Còn đây là Minh Anh, một cô gái vốn sinh ra mang hình hài là một người con trai. Minh Khang và Minh Anh gặp nhau trong một dịp tình cờ tham gia một cuộc thi tại tỉnh Đồng Tháp. Quen biết nhau, cả hai thường xuyên tâm sự, chia sẻ với nhau về mọi điều trong cuộc sống. Có lẽ cùng hoàn cảnh, cùng phải đấu tranh vượt qua những áp lực đàm tiếu của dư luận, nên Minh Anh và Khang nhanh chóng tìm được sự đồng cảm và thấu hiểu, tình cảm cứ như thế lớn dần lên. Do ở cách xa nhau nên hai bạn không có được những buổi hẹn hò trọn vẹn, chỉ đơn giản là những tin nhắn hỏi thăm hay những buổi gặp mặt trong phút chốc. Dù cảm động trước tình cảm của nhau, nhưng đôi lần hai bạn cứ tưởng chừng không đến được với nhau bởi những định kiến quá lớn mang tên giới tính. Chú rể là gái đó, vậy đó thì nó cũng hơi bị sốc. Hồi lúc đầu thì biết con trai thì cũng như là con trai làm được nhiều cái công việc nặng nhọc để mà gánh vác, để mà bảo bọc được cho con này. Nhưng mà cuối cùng thì vừa làm trai mà vừa làm gái thì Khang cũng làm được hết tất cả. Trong con người em từ đó đã nhận ra sẵn như vậy rồi, nên bây giờ nếu mà có thay đổi cỡ nào, giờ nếu mà sống theo ý của gia đình, sống như một vỏ bọc của một người con trai thì em trong lòng em vẫn như vậy. Như các cặp đồng tính khác thì là nam và nam, nữ và nữ, nó đều là được sự ủng hộ từ trước đến nay. Cái đó giống như là người ta đã dần quen được với cái những cái giới tính hiện tại là như vậy. Cho nên là khi mà chuyện của em và Minh Anh công khai với gia đình cũng như là mọi người thì nhận được là sự thắc mắc rất là nhiều, sự thắc mắc là tại sao vậy, chuyển giới để làm gì. Thì lúc đó thì em và Minh Anh cũng cố gắng vượt qua và cũng đã giải thích cho mọi người hiểu. Yêu và được yêu tưởng chừng là đơn giản, nhưng đối với Minh Anh và Minh Khang, đây là cả một chặng đường gian nan. Bởi định kiến về giới tính, dù vấp phải nhiều rào cản và sự phản đối, thì đối với Minh Anh và Minh Khang, tình yêu là sự rung động của trái tim, xuất phát từ sự tôn trọng và thấu hiểu, chứ không phải phụ thuộc vào giới tính và ngoại hình. Hai bạn tâm niệm chỉ cần được sống, được yêu và được là chính bản thân mình đã là quá đủ. Có lẽ vì vậy mà chuyện tình đôi bạn trẻ nhận được sự đồng cảm không chỉ từ hai bên gia đình mà còn từ cả xã hội. Thành ra cũng hơi lo, nhưng mà cuối cùng thì cũng suy nghĩ lại. Nói giờ thấy nó như vậy, nó sống mà mình phải cho nó sống với bản chất thiệt của nó, để cho nó thấy nó thoải mái này nọ. Đối với em và Minh Anh thì dù là khen hay là chê, người ta quan tâm hay người ta ghét bỏ thì tụi em vẫn coi đó như là những lời gợi ý, góp ý bên ngoài thôi. Quan trọng là em và Minh Anh đang cố gắng để thực hiện những dự định sắp tới, và dù có khó khăn như thế nào thì chắc em và bà xã cũng sẽ cố gắng vượt qua thôi. Chặng đường Minh Anh và Minh Khang đã cùng nhau trải qua chưa thể nói là quá dài, nhưng đủ để hai bạn hiểu vì sao họ cần nhau trong đời.
chắc hẳn con đường phía trước vẫn còn rất nhiều chông gai, nhưng tin rằng với tình yêu chân thành, Minh Anh và Minh Khang sẽ đủ sức để vượt qua và vẽ tiếp câu chuyện tình của mình.